đời của bạn là do bạn quyết định, đừng đổ lỗi và đừng phụ thuộc. Những gì mà bạn làm ngày hôm nay thì sẽ dẫn tới bạn của 6 tháng nữa. Mình tin là bạn đủ quyết tâm và dũng cảm để đưa con người tuyệt vời nhất của mình ra ánh sáng. Hãy thực hiện cho mình xem nhé.